Hello, chào mọi người, lại là tôi Nguyễn Thiêm đây ạ. Buổi sáng này đương xuống dưới vườn tre. Vẫn tiếp tục cái quy trình làm giống tre. Sẽ tranh thủ review mới là nói cho anh em biết về một số này. Ví dụ như anh em nào có điều kiện hoặc có bụi tre ở gần thì tranh thủ làm thêm, đỡ mất công phải đi mua. Khi chọn những cành tre thì chọn những cành bánh tẻ như vậy, nó sẽ khoảng mà to hơn ngón tay một chút, nó vào sen hoặc sen rưỡi. Xong chắt cái cành đi để lại khoảng 1 đến 2 đốt, xong bắt đầu là sẽ dùng cưa nhấm trên này một chút, dưới này một chút, để sau này khi mình bó bầu xong mình bẻ đấy, nó dễ, nó thuận lợi cho công tác bẻ thu cành. Còn sau khi làm xong dọn xong cành rồi thì sẽ bó đất như này. Với điều kiện ở Gia Lai ấy, thì cái đất Ba Gian này nó cực kỳ tốt luôn đấy, cực kỳ tốt mà nó rất chi là keo đây. Như thế này cuốc bỏ vào trong xô này, này bỏ vào đây bó và buộc. Và cái yêu cầu đầu tiên ấy là gì, là cái bọc thật kỹ và coi như vậy là cột thật chặt. Các bạn cứ nắm chắc tay thật chặt vào, xong rồi cột chặt vào. Nếu có điều kiện mà cột kỹ kỹ mà dây nó dài dài một chút thì cũng được. Đây điều kiện như nhà mình ấy thì nói chung là cũng 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 phải tiết kiệm cả cả dây buộc. Còn anh chị em thì cứ mạnh mẽ này, buộc nó sâu sâu đậm đậm mà dày dày và cho chắc. Một tuần sau là dễ ra trắng thôi. Nhưng mà lưu ý là cũng không nên bẻ ngay trong một tuần, mà lên khoảng để khoảng 1 tháng. Thông thường như bên mình sẽ để khoảng 1 tháng. 1 tháng cho những cái rễ nó già đi thì bắt đầu mình khi nó chuyển màu vàng ấy, thì mình bẻ mình trồng sẽ rất chi thuận lợi hơn. Mà lưu ý thì chọn những cành thấp thấp một chút, nếu mà không có điều kiện mà không không phải tận dụng thì chọn cành thấp tí nó đỡ mất công neo trèo. Nhưng bên mình thì tận dụng đến mức độ không phải là tuyệt đối đâu, thế nhưng mà phải lấy hết những cành lấy được, thế nên là cao mình phải cố gắng lấy. Anh em nào mà xem clip ấy, đặc biệt trong hội trồng tre mà yêu tre mà thích nhân giống tre đấy, khỏi mất tiền mua thì cứ làm như vậy. Nhìn quanh hàng xóm, họ hàng hàng xóm có cái giống tre như vậy thì mình xin. Mình xin mình làm người ta thì sẽ mất một vài ngày thôi, chứ còn thị trường mà mua bây giờ là có những nơi người ta bán đến 40-50 ngàn một bì. Mà tôi bản thân tôi cũng từng đi mua, người ta cũng phải là 40-50 ngàn, 45 ngàn một bì. Mình tận dụng đây, bạn thấy đấy, đất như này bó như vậy đấy, đùm vào, bó thật chặt. Thế quấn vào làm sao nước không vào, đất nó không rã ràng, ok. 1 tuần sau là ra rễ trắng phao, 2 tuần, 3 tuần là chặt em trồng vô tư. Điều này nó không không đòi hỏi kỹ thuật quá cao đâu, nhưng mà lưu ý là nhớ là cưa nhắm một trên một ít, dưới một ít, nó khoảng mà 1/3, cứ vào khoảng 1/3 cành tre này. Sau này khi nó ra mầm ra rễ rồi mình bẻ nhẹ phát nào, ok. Còn thân chào mọi người, có lẽ cũng phải đi làm đây, để clip sau sẽ làm cụ thể hơn, chi tiết hơn. Mong rằng là chia sẻ là một số anh em, những người chưa biết một chút kinh nghiệm nhỏ. Vâng, chào mọi người, tôi là Nguyễn Thiên.